Pinkfong. Click here to subscribe. Đi thôi. Lửa phừng phừng, lửa phừng phừng sẽ cứu hóa tôi. Mọi người đừng sợ, cho vì xe cắt sát đây rồi. Những chiếc xe phi thường. Đi thôi. Dọn dẹp sạch đường, xe cắt xe đổ rác. Cần giao ngay bất cứ gì. Đi thôi, xe giao hàng. Ngoài đường gặp trục trặc, xe kéo có mặt. Những chiếc xe tuyệt vời. Search for Pinkfong on YouTube.